Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 là sự kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ tỉnh ủy, đến nay nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và vừa được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua. Với việc xây dựng sớm chương trình hành động sẽ tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động để đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đi vào cuộc sống. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020, được xây dựng trên cơ sở các chủ trương nghị quyết định hướng của Đảng, chính sách của nhà nước, đặc biệt là nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 18 và tình hình thực tế của tỉnh đối với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Ngoài ra, để tránh sự trùng lập trong việc đưa ra các chương trình, đề án, nghị quyết trong quá trình thực hiện, Văn phòng tỉnh ủy đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan ra soát lại việc thực hiện các chương trình đề án của nhiệm kỳ trước đã và đang triển khai. Các quy định ngành, lĩnh vực, các chương trình đề án của tỉnh đã ban hành và có thời gian thực hiện đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Ban thường vụ tỉnh ủy cũng thống nhất trong nhiệm kỳ này không xây dựng nhiều đề án mà tập trung xây dựng những đề án trọng điểm để nâng cao hiệu quả thực hiện. Tinh thần của cái việc triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết 18 của tỉnh Đồng Bộ ấy, thì chúng tôi kế thừa những cái đề án và những chương trình đang còn thực hiện dựa dàng của Đại hội 17. Thì đến nay thì chúng tôi giao nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Vấn đề thứ hai nữa là việc xây dựng cái chương trình hành động của nghị quyết 18 phải gắn vượt với việc thực hiện nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Trong cái chương trình hành động thì chúng tôi giao cho cụ thể cho đơn vị chủ trì, cá nhân phụ trách và tiến độ xây dựng đề án và tiến độ thực hiện và cơ quan tổ chức thực hiện. Thì làm thế nào kỳ à, hướng của chúng tôi là bám sát thực tiễn, bám sát hiệu quả công việc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho việc lãnh đạo chỉ đạo. Sau khi lấy ý kiến góp ý từ các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các ban đảng, ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh các đảng bộ trực thuộc dự thảo chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015-2020 đã được ban chấp hành đảng bộ tỉnh thông qua với 11 chương trình phân bổ trên tất cả các lĩnh vực đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 trong đó miền Tây và thành phố Vinh được xây dựng chương trình riêng gồm phát triển kinh tế xã hội miền Tây, xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế văn hóa vùng Bắc Trung Bộ. Cái định hướng phát triển là rất là rõ. Mình căn cứ cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị rồi cái quyết định 52 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển và quy hoạch thành phố Vinh cho đến năm 2030 có tính đến 2050 cho à, nên là cái hướng phát triển về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh rất là rõ. thì uh, chúng tôi đã làm một số việc, một là, là hoàn thiện một số công việc sau đại hội như là xây dựng chương trình hành động, xây dựng uh, cái quy chế làm việc sắp xếp lại về tổ chức uh, cán bộ. Ngay sau khi thông qua, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh cũng có nghị quyết giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh các ban xây dựng đảng, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các huyện, thành thị, các đảng ủy trực thuộc căn cứ vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và nghị quyết đại hội đảng cung cấp để sớm cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Trong cái chương trình hành động đấy thì chúng tôi tập trung vào. À ba cái vùng cái trọng điểm và tập trung vào năm cái mũi đột phá để tạo ra những cái đột phá và những cái cú hích lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội và trong cái an ninh quốc phòng và xây dựng đảng. thì chúng tôi đã giao cho các cái ban cán sự ban tỉnh cũng như các ngành là sẽ chủ trì xây dựng các cái đề án, các chương trình và các kế hoạch triển khai cũng như là các cái cơ chế chính sách để triển khai sớm. À, cái chương trình hành động này và biến cái chương trình hành động trở thành cái hiệu quả thực tiễn trong cái cuộc sống. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần sớm xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ để sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc như mục tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra.